Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hòa Mài Chủ. Sau khi Niệm Băng tung ra hai đòn đánh chí mạng là Băng Thần Chi Mâu và Băng Phá Vũ, thì nguồn năng lượng ma pháp trong người không còn nhiều nữa, phải cố gắng tốc chiến tốc thắng. Nếu vẫn không thể thắng thì hậu quả khó mà lường trước được. Hắn cảnh cáo Như Ý và Như Mộng lần cuối. Nếu không trả lại phòng thư cho hắn thì đừng trách hắn vô tình, và nhưng hai tỷ muội kia vẫn không tin. Niệm Băng đành phải lấy Thần Lộ Đao và Chính Dương Đao ra xung hợp lẫn nhau. Sau đó tạo ra một thanh kiếm băng hỏa, rồi xuất ra song sắc băng phong nhuận, chém về phía hai chị em khiến họ bị trọng thương. Vì đòn công kích quá mạnh nên Như Ý đã bất tỉnh, lộ rõ vẻ yếu ớt. Niệm Băng để lộ mặt nhằm trấn an Như Mộng và cho biết chỉ cần trả lại phong thư thì hắn sẽ cứu mạng Như Ý. Thấy đối phương vẫn chưa tin tưởng mình hoàn toàn nên Niệm Băng đã đồng ý cứu Như Ý trước rồi sẽ lấy lại phong thư sau. Vì trước đây Như Mộng đã từng cứu hắn nên hắn không có lý do gì để lừa gạt nàng ta cả. Hai người nhanh chóng đưa Như Ý quay về trị thương. Sáng sớm, Tuyết Tĩnh tỉnh dậy vẫn chưa thấy Niệm Băng về. Đang lo lắng vì không biết hắn có tìm được chỗ ngủ không thì bất ngờ nhìn thấy nam chính đang cùng với hai nữ nhân lạ mặt đi vào trong phòng. Thế là máu dồn lên não, Tuyết Tĩnh lập tức giận dữ. Như Ý bị băng phong quá lâu, hàn độc nhập cơ thể nên phải mau chóng chữa trị. Nếu như lần này cô ta có thể sống sót thì hắn hy vọng Như Mộng khuyên tỷ tỷ của mình đừng xem mạng người như cỏ rác nữa. Như Mộng nghe vậy liền trả lại bức thư cho hắn. Hắn lấy Chính Dương Đao ra sử dụng lực lượng hỏa diễm xô tan hàn khí, sau đó lại xuất băng pháp hỗ trợ. Do uy lực quá mạnh nên quá trình trị thương đã gây ra một vụ nổ lớn, khiến cho ca lâu rung lắc kịch liệt, gần như bị đánh sập. Mọi người trong ca lâu bắt đầu bàn tán xôn xao không biết có chuyện gì đang xảy ra, đúng là quá kịch liệt rồi. Niệm Băng xuất ra thánh thủy thuật trị thương, đồng thời căn dặn Như Mộng không được cho kẻ nào tiến vào. Sau một hồi tốn công sức thì Niệm Băng cũng đã trị thương xong cho Như Ý. Vậy nhưng vừa mới giải quyết được vấn đề trước mắt thì vấn đề tiếp theo lại tới. Tuyết Tĩnh hùng hổ cầm kiếm xông vào đánh ghen, sợ hắn không có chỗ ngủ nên nàng đã lo lắng cả đêm. Ấy vậy mà hắn còn tiêu dao sung sướng, ngày lành cảnh đẹp còn có gia nhân làm bạn. Sự xuất hiện của nàng ta làm cho Như Mộng bất ngờ nên lập tức tra hỏi. Tuyết Tĩnh giận dỗi vung kiếm chém về phía Niệm Băng. Hắn nhanh tay xuất một kiếm ngăn cản bởi vì Như Ý vẫn còn rất yếu ớt. Tuyết Tĩnh cứ ở đây thì thế nào cũng có chuyện, vậy nên hắn chặn cách nhanh chân chuồn khỏi đây trước. Tuyết Tĩnh lập tức đuổi theo vừa liên tục trách móc. Nàng vốn tưởng hắn là người đàng hoàng, vậy nhưng không ngờ, vừa đến nơi lại đến ca lâu ăn chơi với hai nữ nhân. Niệm Băng phủ nhận điều đó, vậy nhưng Tuyết Tĩnh quá điên tiết rồi, nói gì cũng không nghe giải thích. Nàng ta liên tục vung kiếm tấn công. Cứ tiếp tục đôi co như thế này cũng không được gì, Niệm Băng đành tìm cách cắt đuôi, vậy nhưng hắn cứ đi đến đâu thì nàng ta lại theo tới đó. Niệm Băng dùng Chính Dương Đao đẩy lùi nàng ta. Lúc này, Tuyết Tĩnh đã không kiềm chế được cơn giận nữa. Đi cùng với mỗi nhát kiếm tung ra là những lời trách móc, nàng cho rằng Niệm Băng đang muốn chạy, hất mình ra ngoài để đi ca lâu chơi bời. Nàng ta sử dụng quyền trục khống chế hắn dính chặt vào tường. Vì không muốn làm Tuyết Tĩnh bị thương, vậy nên hắn cũng không muốn ra tay đánh trả. Hắn dùng Chính Dương Đao xuất hỏa ma pháp, làm tan chảy các sợi xích băng rồi thoát ra. Sau đó sử dụng Hàn Băng xiềng xích, trói Tuyết Tĩnh lại vào vách tường. Nàng ta cầu xin mãi Niệm Băng mới thả ra, vậy nhưng tính cách thì vẫn chứng no tật đó. Thấy Niệm Băng lơ mình nên Tuyết Tĩnh lại tiếp tục muốn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đột nhiên Kha Lô xuất hiện đánh bay kiếm trên tay Tuyết Tĩnh, sau đó dùng vũ khí uy hiếp nàng ta. Như Ý sau khi tỉnh lại liền không nhớ ra xảy ra chuyện gì, mặc dù được Như Mộng giải thích và cho biết Niệm Băng đã cứu mạng của nàng, vậy nhưng Như Ý vẫn không tin tưởng. Nàng vẫn nghĩ Niệm Băng là nội gián và bức thư đó chính là cơ mật của Băng Nguyệt Đế Quốc, vậy nên nhất quyết đi lấy lại phong thư. Mặc kệ Niệm Băng có phải là nội gián hay không, lỡ như trong thư thực sự có manh mối của Băng Nguyệt Đế Quốc thì có liều mạng cũng phải cướp nó về. Như Ý lo lắng như vậy cũng có lý do, Áo Lan bây giờ đang bị Hòa Dung và Kỳ Lỗ giáp công. Tình hình không ổn, vậy nên nàng ta mới không từ bỏ bất kỳ manh mối khả nghi nào. Còn có Lãng Mộc Đế Quốc và Băng Nguyệt Đế Quốc, bọn họ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Vậy nhưng, Lãng Mộc Đế Quốc chỉ giỏi phòng thủ chứ không có hỗ trợ gì cho Áo Lan. Băng Nguyệt Đế Quốc thì thái độ vẫn không rõ ràng, nếu họ liên hiệp với Hoa Dung thì hậu quả vẫn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chiến tranh biến hóa thất thường, nay không có động tĩnh thì có lẽ ngày mai sẽ có. Về phía Băng Tuyết Thành, đám người cận vệ Đại Tế Tư đang lo lắng bàn tán xôn xao. Hoa Dung Đế Quốc từ trước tới nay dã tâm vô cùng. Bây giờ bọn họ lại liên hiệp với Kỳ Lỗ tiền đánh Áo Lan Đế Quốc. Nếu như bọn họ không ra tay can thiệp thì chắc chắn Băng Nguyệt Đế Quốc sẽ là đối tượng được để mắt tới. Ngoài ra, Băng Lan Thành và Áo Lan Đế Quốc có giao hảo với nhau, vậy nên vẫn luôn không phân chia biên giới nghiêm ngặt. Thương nghiệp và giao thông nơi đó đều rất phát đạt.
Nếu như để Dung Hoa đạt được thì bọn họ nhất định sẽ thuận lợi tấn công Băng Lan Thành. Sau một hồi tranh luận thì Băng Tuyết Nữ Thần cũng hạ lệnh phái đoàn kỵ sĩ Băng Lan Thành giám sát biên giới của hai nước. Nếu như Áo Lan Đế Quốc có bất cứ động tĩnh gì thì cũng phải lập tức báo cáo. Còn về tung tích của viên đá thì Băng Tuyết Nữ Thần vẫn chưa thăm dò được. Lý do là Niệm Băng cực kỳ cảnh giác, mỗi lần hắn sử dụng viên đá cũng không quá lâu. Đồng thời sau khi sử dụng lại lập tức di chuyển, vậy nên người của Băng Tuyết Thành luôn luôn vô hụt. Tuyết Tĩnh thì vẫn đang bị kề kiếm vào cổ, ông ta trấn an Tuyết Tĩnh, cãi thì cãi chứ cần gì phải động thủ, nếu như chỉ là chút hiểu lầm thì nói rõ ràng với nhau là xong. Chuyện tình cảm không phải xúc động là có thể giải quyết, tranh cãi một hồi thì Khả Lầu cũng chịu buông kiếm xuống, Niệm Băng chỉ nói rằng mình tuyệt đối không phải là người như nàng nghĩ. Đáng tiếc là hắn không thể đem chuyện tối nay phát sinh nói ra ngoài. Tuyết Tĩnh vẫn không tin, Niệm Băng cũng không có giải thích nhiều nữa. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục để đối phương hiểu lầm thì có lẽ nàng sẽ chịu rời đi. Vậy thì cứ coi như hắn là người xấu vậy. Nghĩ đến đây hắn liền thừa nhận mình là người lăng nhăng. Điều này làm cho Tuyết Tĩnh vừa khóc vừa tức giận trách móc. Cuối cùng Tuyết Tĩnh đã chọn cách từ bỏ và rời đi. Hội trưởng đưa cho hắn quyển trục rỗng mà ông đã chuẩn bị. Niệm Băng cất chúng vào chiếc nhẫn rồi đưa cho ông quyển trục mà mình đã chế tạo. Hắn cũng không quên để cho hội trưởng thử nghiệm. Hắn ngừng tụ hỏa ma pháp ở trong tay rồi ném về phía Khả Lồ. Khi quả cầu lửa gần đến thì ông ta tung quyển trục ma pháp tạo thành một bức tường gió ngăn cản. Vụ nổ lớn phá tan những ngôi nhà ở gần đó. Khả Lồ không ngờ rằng uy lực ma pháp trong quyển trục thật kinh người. Vậy mà có thể phóng ra hỏa tầng thuật cấp 4 trong nháy mắt. Quan trọng nhất là không cần phải là ma pháp sư cũng có thể sử dụng. Niệm Băng đưa số quyển trục còn lại cho ông ta. Uy lực của chúng còn lớn hơn quyển trục vừa mới thử nghiệm khi nãy. Hai người tạm biệt nhau rồi rời đi. Niệm Băng không quên dặn dò ông ta, nếu như trên đường về công hội mà gặp Tuyết Tĩnh thì giúp hắn quan tâm nhiều hơn, sau này nhất định hắn sẽ báo đáp. Quay về nhà trọ, hắn nhìn số quyển trục trên bàn rồi nghĩ. Chỉ có dự trữ quyển trục ma pháp đầy đủ thì mới có thể yên ổn sinh tồn trên vùng đất này. Nhân cơ hội này, hắn phải tìm kiếm thêm quyển trục ma pháp mới thì lúc nguy cấp mới có thể có đường sống. Về phía công hội lính đánh thuê, hai ngày nay không chiêu mộ được ma pháp sư nào, vậy nên lần này, hội trưởng quyết định sẽ tới công hội ma pháp sư một chuyến. Niệm Băng thì vẫn ở trong phòng chế tạo cuộn ma pháp. Lần này hắn thử dung hợp hai loại ma pháp băng và hỏa vào trong cùng một quyển trục. Hắn chỉ cần dùng hai loại ma pháp băng hỏa cấp 1 để lúc chúng đụng vào nhau thì có thể phát huy ra uy lực không kém hơn bạo viêm thuật cấp 3. Dòng dã ở trong phòng 3 ngày cuối cùng đã chế tạo thành công hơn 20 quyển trục ma pháp dung hợp. Có những quyển trục này phòng thần thì những hành trình tiếp theo sẽ thuận lợi hơn một chút. Tìm bảy thần khí mà Phong Long vừa nói cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Niệm Băng tiếp tục ra ngoài dạo xem có gì mới không. Băng Lan Thành là nơi mà Băng Nguyệt Đế Quốc và Áo Lan Đế Quốc cùng quản lý. Từ nơi này đi tiếp không xa nữa thì sẽ đến được Áo Lan Đế Quốc. Hắn chợt nhớ ra mình phải đưa thư cho Lam Thần của Lam Vũ Công Tước, Áo Lan Đế Quốc. Vừa hay hướng mà hắn đang đi cũng tiện đường nên trước tiên có thể đưa tin giúp Lạc Nhu rồi trên đường sẽ từ từ nghe ngóng tin tức của thần khí. Đang đi trên đường thì bắt gặp một đám binh lính bắt nạt một cô gái và một cụ già. Nếu như hắn thừa nhận mình là người của Băng Nguyệt Đế Quốc thì thế nào cũng bị giữ lại tra hỏi. Ngộ nhớ lục soát ra được bức thư của Lạc Nhu thì rắc rối. Vậy nên, Niệm Băng đành nhắm mắt mặc kệ hai người kia mà đi. Vậy nhưng mới đi được vài bước thì lại nghe tiếng hai người kêu van xin cứu mạng. Bộ dạng trông rất thảm thiết, vậy nên hắn đã dừng chân lại cứu người. Nghe Niệm Băng lên tiếng, bọn chúng lập tức bao vây hắn lại, còn cho rằng nam chính đang làm anh hùng giải cứu mỹ nhân. Đúng là nam chính, đi tới đâu cũng gặp rắc rối. Và Niệm Băng sẽ gặp những chuyện gì tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.